Từ khắp mọi miền đất nước, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã tụ hội tại thành phố Buôn Ma Thuột để bắt đầu cuộc thi tìm kiếm nữ hoàng cà phê 2013. Ngày hôm nay, họ đã khởi động chuỗi hành trình trải nghiệm tại tỉnh Đắk Lắk cùng hai vị giám khảo là nhạc sĩ Dương Thụ và nghệ sĩ Linh Nga Nước Đam. Những Trang cảm thấy rất là háo hức vì hành trình rất là hoàn toàn mới mẻ, bởi vì Buôn Ma Thuột là nơi đầu là lần đầu tiên Trang đến đây. Và buổi sáng họ đã có dịp đến thăm và giao lưu với người dân ED tại xã Ea Tôn, huyện Cư Mờ Ga. Được đi vô trong đó, sống cùng với cuộc sống của những người dân ở đó, rồi được thử trải nghiệm rằng là cách nấu ăn, ẩm thực ở đó như thế nào, rồi cách sống. Cô chú anh chị ở đó thì rất là mến khách, thì tất cả mọi người đều được đón tiếp rất là nồng hậu. Sau những trải nghiệm đầu tiên tại nhà người dân, 20 cô gái xinh đẹp tiếp tục có những khám phá thú vị tại hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Ea Tôn. Thật sự là lần đầu tiên tôi mới được đụng vô cái khung dệt vải và được đụng vô những cái dụng cụ nhạc khí mà của người dân tộc. Mà tôi thấy bất ngờ, tại vì không nghĩ là những cái nhạc cụ đơn giản như vậy lại có thể tạo ra những âm sắc cũng như là những bản nhạc thật hay. Mình đã thích làm viên cho các bạn vì có những cô, các chị, các chú không biết nói tiếng Kinh. Mình đã giúp mấy bạn hiểu về hoạt động cuối cùng của buổi sáng là chuyến thăm vườn cà phê của 20 thí sinh. Và buổi chiều, các thí sinh đã tham gia giao lưu với các thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông cơ sở Ea Tôn. Tại đây, 20 thí sinh đã đại diện cho tập đoàn Trung Nguyên trao học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó. Mình đã được xem những điệu múa dân tộc của các em học sinh thể hiện và được giao lưu với các em học sinh của trường trung học. Tuy có một số em nhỏ lại không nói được tiếng Kinh rành, nhưng mà Diễm Trang và các bạn lại cảm nhận được tình cảm của họ dành cho mình rất là nồng nhiệt. Mình rất hạnh diện và rất xúc động khi mà gặp lại các thầy cô. Tiếp đó, 20 cô gái đã có dịp trải nghiệm tại bể nước. Như vậy, ngày trải nghiệm đầu tiên đã kết thúc và để lại nhiều ấn tượng với các thí sinh của chúng ta. Mình cảm thấy khá thú vị và cũng như là rất hào hức để chờ đón những ngày tiếp theo. Tôi nghĩ là ngày mai sẽ ấm áp hơn, gần gũi hơn và sự chia sẻ đó sẽ làm cho chúng tôi khá thích với nhau nhiều hơn.